Xin chào bạn, hôm nay mình có về thêm một lô rất là nhiều con Mi Bass 2. Đây, máy tính bảng Mi Bass 2 này thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản, là bộ nhớ RAM 128GB, RAM 8 256GB, là phiên bản chỉ có phiên bản 8 256GB là dùng Windows thôi nha. Còn các phiên bản còn lại là dùng song song được là Android và Windows 10. Hoặc là nếu các bạn muốn chỉ dùng Android hoặc muốn chỉ dùng Windows thì các bạn cứ báo cho mình, thì bên mình sẽ setup cho các phiên bản cho các bạn. Và hôm nay thì sẽ có thêm phiên bản bộ nhớ thấp hơn là 464GB như thế này, hoặc là 4 128GB, thì nó sẽ phân khúc này nó sẽ rẻ hơn so với phân khúc lúc trước mình bán là 8 128. Và sau này dự kiến mình cũng sẽ có thêm cái phiên bản là 64 RAM 2GB và bộ nhớ là 64GB, rẻ hơn nữa, thì để cho các bạn dễ dàng lựa chọn khi mua để đọc sách hoặc là xem phim giải trí bình thường. Đây thì nó sẽ có hai màu như thế này, màu vàng trăm banh và màu màu này là gọi là màu xám ha. Đây phiên bản của mình thì nó sẽ độ, đây là phiên bản độ tất cả mọi linh kiện ở bên trong, từ RAM, chip, ROM, thêm cái thanh đồng tản nhiệt và nắp lưng. Các bạn có thể thấy là nắp lưng hoàn toàn mới và màn hình cũng vậy luôn, thì tại vì này là dấu vân tay của mình thôi, và sẽ được dán thêm miếng dán cường lực ở đây ha. Và khi bản độ này thì bên mình sẽ có độ pin cho nó luôn, là pin này là pin dung lượng cao 7000 mAh, pin mặc định của con máy này thì chỉ có 6190 mAh thôi. Và bên mình cũng có bán kèm thêm mấy cái gọi là ốp lưng, ốp lưng dẻo nè, trong số cho Mi Bass 1 và Mi Bass 2, Mi Bass 3 luôn, và có bao da nữa. Bao da thì mình sẽ để hình ở đây cho các bạn dễ nhìn, nhưng mà bao da ở đây thì bên mình chưa có bày hàng nên mình chưa có cho các bạn xem được. Và ở đây là Mi Bass 1 ha, nó mới vừa về. Hay Mi Bass 1 thì là chỉ là hàng mới khoảng 98%, 99% thôi. Mới vừa về nên mình chưa có chùi gì hết. Chỉ cần lấy xăng chùi lên nắp lưng này là sẽ như mới hoàn toàn. Đó, Mi Bass 1. Nó đợt này thì sẽ có thêm một hộp, và bên mình cũng có nhập thêm nắp lưng để thay thế nắp lưng cho các bạn, nên ví dụ mà nắp lưng quá xấu thì chỉ cần thay lên là như một máy mới. Đó. Và cũng có bán cái gì ta? Cái ốp lưng trong suốt như thế này và miếng dán cường lực luôn cho cả Mi Bass 1, 2, 3. Rồi nếu các bạn nào muốn mua thì đây là số điện thoại của mình ha. Và clip review chi tiết của Mi Bass 1 và Mi Bass 2 thì bên mình cũng đã làm rồi, mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn xem. Rồi xin chào các bạn.